Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đập xỉ than. Vì trồng xương rồng này sẽ cần rất là thoáng. Ok, đây là nhánh tay thỏ nhá. Đây là tay voi. Đây. Mầm đây. Mầm đây. Bản rất là rộng. Nói chung mỗi chậu này cho khoảng 2 cái xỉ than luôn. Đúng. 2 viên. Con để lên trên kia. Cái đấy để vẽ. Ok, đây là mình đã hoàn thành trồng xong 3 cây xương rồng tay voi.